Cảm ơn tất cả mọi người đã trong thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ cho Thu Phương nha. Cảm ơn rất là nhiều. Kênh này của Thu Phương nha, thì em làm mất. Em quay kênh của Thu Phương hả? Nó nói xong hết trơn rồi giờ mới đưa. Giờ biết nói gì nữa đâu giờ. Dạ, nói tiếp đi, nói tiếp đi. Em đi show về nè. Nói nữa đi em. Mệt. Mới đi show về hát mệt quá. Không có nói gì được chưa. Mọi người ơi, mọi người nếu mà ai mà có thời gian rảnh á, không biết đi đâu thì mọi người hãy nhanh chân ra địa chỉ số 258A, Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 để ủng hộ cái viên Thu Phương nha. Ra đây chơi đi, có Minh Tuyến nè, Nam Đông nè, Ngọc Nhi nè đó, Bikini, Hải Yến là nguyên một nhóm luôn. Rồi, mấy em đang trên đường chạy về đây luôn á nha mọi người. Rồi, nay đi show vui không Minh Tuyến? Dạ cũng vui lắm anh. Nói chung là đối với tụi em thì có show đi là vui rồi, tại vì có cơ hội được gặp nhiều khán giả, là nhiều mấy anh chị em yêu mến. Thì tuy là cũng có hơi mệt chút nhưng mà rất là vui, tại vì được gặp gỡ mọi người nè, rồi hát hò nữa. Nói chung là được hát là em vui rồi, còn tụi nó mệt không em không biết. Còn nhiều không em? Con xè nguyên con nha mọi người. Bây giờ đó luôn kìa, mọi người coi đi. Mọi người không đến đi, bây giờ thấy cảnh nó vui cầm cái điện thoại đi live stream vòng vậy đó, mọi người thấy tội nghiệp không? Bán dạo hay sao? Đúng rồi, giống như là đi bán dạo rao trên mạng. Người ta là bán quần áo online nè, có bán gì mấy cái vật dụng online của mình. Thu Phương là bán cái gì online nè, đừng đi live chiếm vòng vòng vậy đó. Mọi người biết sợ luôn, cho nên mọi người mà có YouTube Thu Phương á, mọi người ra có gì ủng hộ Thu Phương nha. Thế chứ ở bây giờ sẵn đây có kênh YouTube luôn nè. Minh Tuyến cũng nói là một cái vấn đề, thì trong thời gian gần đây thì từ ngày mà cái Thu Phương tạm chia tay với cái địa chỉ cũ bên 716 Trần Hưng Đạo qua tới bên đây là 258A Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, thì tại một cái mặt bằng lớn như thế này thì còn kèm theo đó là khu cá bá bán cá viên. Thì bên cạnh đó thì lúc mình sẽ đến cái quán này với một cái không gian như thế này nè, bàn ghế rồi ok như thế này, thì cái giá nước đó cũng sẽ đi kèm theo và nó phù hợp với cái những điều đó. Cho nên là em cũng cuối mong là tất cả quý cô bác anh chị em trên kênh YouTube mà biết đến quán này nè, khi đến đây chơi thì mọi người có thể thương Thu Phương nè, cùng mọi người ủng hộ cho một ly nước, hai ly nước cũng vui. Mọi người uống cái gì cũng được hết, không có bắt buộc là mình phải uống nước này nước kia. Tại vì quán của ông anh của em là một cái quán cũng là tương đối cũng lớn đúng không, thì tất cả những cái món nước pha thì mình phải mời một cái người mà có đi học pha chế về để mà làm nước. Thì cứ quý vị mà uống những cái món nước pha thì chắc chắn cái giá tiền nó sẽ khác hơn là những cái món nước mà nó đơn thuần như là nước ngọt nước suối. Thì em hy vọng là mọi người sẽ hiểu cái điều đó và thông cảm cho Thu Phương mà vẫn yêu mến Thu Phương đến đây, không phải vì ở bên kia uống nước rẻ hơn, ở đây uống mắc hơn, không có. Nhưng mà ở đây thì cái giá nước nó phù hợp đi kèm với cái không gian rất là ok như thế này. Mọi người bạn bè đến đây là khoảng hơn, mọi người thấy cỡ chừng 4-5 người, mọi người đều có bàn ghế dựa đàng hoàng thoải mái, và bên cạnh đó là có toilet nè và wifi miễn phí tất cả luôn. Thì cái giá nước đó em nghĩ nó cũng không đến nỗi cao mà mắc lắm đâu. Em nghĩ là nếu mà những người nào mà đã từng yêu mến Thu Phương thì em nghĩ là 5-70 cái tiền nước của một món nước pha chế em nghĩ nó sẽ không có quá cao. Còn những ai mà đã chưa từng quen biết Thu Phương thì khi mà đến đây thì họ chưa biết được cái mô hình như thế này, thì em hy vọng là mọi người sẽ hiểu thông cảm Thu Phương. Và bây giờ hiện tại bên cạnh em là đây là hai hot girl rất là dễ thương như nhóm, đây là Đông Đông và em Huỳnh An An. Bây giờ phía Đông có nói gì muốn nói với khán giả trên kênh của Duy Nguyễn nè, Thân Trần bây giờ mà đặc biệt nói chung là bây giờ rất là nhiều kênh em không nhớ hết, nhưng mà em gom chung em nói có nghĩa là lúc mà chị Phương bán địa chỉ ở 716 thì tất cả mọi người thì nói chị Phương ơi nên kiếm một cái chỗ nào đó một mặt bằng nào đó để có quán nướng hoặc là có toilet đầy đủ thì hãy nên mở một cái mặt bằng như vậy. Thì nhưng mà sau với cái cảm nghĩ của em khi mà cái chị Phương đã kiếm được một cái mặt bằng ở quận 10 thì mong tất cả mọi người đến đây ủng hộ chị Phương nha. Thì địa chỉ là mọi người cũng thừa biết rồi, hay là bây giờ Đông sẽ đọc lại nha: 258A Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10. Thì mọi người đến đây ăn ủng hộ cá viên chị Phương. Ủa hôm nay là tự tin luôn hả? Hôm nay còn rất là nhiều luôn, hôm nay thứ hai đầu tuần nha. Em nghĩ là hôm nay ngày chay á nên cũng có lẽ hơi bán chậm chứ. Ồ đúng rồi. Em nghĩ chắc qua 12 giờ là bắt đầu người ta sẽ kéo khách sẽ kéo đến và ăn. Nghe là cái gì sao để qua 12 giờ? Thì bây giờ nói chung là mình sẽ phục vụ tới khi nào mà hết cái viên chiên thôi. Tại vì cái thường thường là chị Phương sẽ hết 10 giờ. Nhưng mà với hôm nay ngày rằm á thì mọi người là sợ ăn không được á, nên mọi người qua 12 giờ thì chị nhớ là Thu Phương biết là mỗi lần tới ngày rằm Thu Phương sẽ lấy ít cá viên, đâu có lấy nhiều đâu. Em không biết tại sao được, tại chắc
Thôi em nghĩ là cái chắc địa chỉ mới nên nhiều người cũng chưa biết tới nhiều á. Thì nhưng mà thật sự ra thì trong 4 năm ngày qua, khi mà từ ngày Thu Phương chuyển qua địa chỉ mới này, thì Minh Tuyết có thời gian cảnh cũng ra hỗ trợ phụ em, thì Minh Tuyết thấy là cũng rất là nhiều quý khán giả ra rất là yêu thương, là đến ủng hộ Thu Phương rất là đông đảo luôn. Là những ngày đầu là mình đã bán rất là hết lịch rất là sớm luôn á, nhưng mà hôm nay là em nghĩ là chắc là ngày chay á, hôm nay là nó hơi chậm chút xíu thôi. Chứ nếu mà ngày thường là tại vì cũng nhiều người ta đạo Phật mà tăng chay dữ lắm, ngay cả chị đạo chú mà chị còn ăn chay mà. Tối chị ngủ mặn luôn. Rồi thì bây giờ thì xin cảm ơn tất cả quý khán giả trên kênh của Duy Nguyễn đúng không ạ? Duy Nguyễn nè, Hân Trần, Official nè, kênh, đặc biệt là kênh yêu, kênh quen thuộc, thân quen như là ngôi nhà thân yêu của nhóm chúng em vậy đó, là kênh và đế cho một cái biên chiên nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúc sức cho tất cả mọi người một ngày đầu tuần nhiều niềm vui và may mắn, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Và bây giờ thì em sẽ xin chào tạm biệt mọi người và em vào bên trong để phụ Thu Phương nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, nguyên cả nhóm à, cả nhà ấy đó, mới đi show về. Đẹp hot girl luôn ha cả nhà. Ơi kêu nước uống. Tập trẻ đồng từ. Rồi hello mọi người luôn nha. Là bỏ đèn cho nó xa. Mọi người ơi, đến ủng hộ chị gái em đi. Chị gái Vũ Thị Phương cho mọi người. Đây giùm ơn. Hello mọi người, hello 1077 người đang xem nha. Chúc mặt các YouTube. Hello tất cả mọi người nha. Mọi người ai đang ở nhà cứ dắt xe ra chạy ra Tiêu La nha. 258A Nguyễn Tiêu La nhà ủng hộ. Xe gái Vũ Thị Phương chị Thị nha. Chị Vũ Thị Phương nha, có đẹp phụ cho mọi người. Tập nhiên. Không chăm được con. Ủa chi tiết thì thấy là nó bị dựng tiền nha, sẽ có quỹ thần mọi người. Cái điện thoại là chỉ đo nha mọi người, chứ bây giờ bị dựng mọi người. Đúng không? Đây em có nhắm cho bài tạ gì được. Không giảm nha, tại vì hồi qua em đã hết mình với chị Chỉ Mây rồi. Có show bên kia em bỏ show bên đó, em đi qua bên show Chỉ Mây. Và em âm thanh bên này kia em bỏ với Chỉ Mây được. Và em đọc tất cả chị Hồng Nhi ơi, chị nghe nè em ơi. Rồi hello em. Vậy nha. Cả nhóm lại ủng hộ cái Duy Chiên cho Phương cả nhà. Cái Duy Chiên hôm nay bán cũng hơi chậm. Ông nói đi bé. Không có hồn. Đây cô bé mắt lẻ tay cùi xe ba bánh ba bánh canh giò heo chờ em dưới sắp tới ngã tư luôn gì vậy diễn nó diễn đi ôi anh diễn lên diễn lên cái vô luôn đi em ơi chủ luôn 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 nha vô nha Minh Tý nó nặng á anh chưa Minh Tý chưa
đông đông mới đặng á anh. Đông 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 đông. Lời nói đầu tiên kìa. Vâng, lời nói đầu tiên cho bác Đông Đông gửi chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhất là mình, rồi gửi tay. Gửi tay. Rồi thôi đi ạ. Chúc mấy chú đó. Chúc mấy chú đó. Chúc mấy chú đó. Cứ chụp thoải mái thì tắm 500 tính tiếp. 500 một tấm nha anh. 500 một tấm. Anh già 500 thì trẻ không có chút nào. Trẻ 250. Ủa chụp cho ai chụp vậy? Cho. Đây là ai chụp? Quay quay. Chụp đây quá trời. Ai người chụp? Đây đây chụp cho chị. Ủa giống ngôi nhà hạnh phúc quá ha. Minh Hằng nè. Mình tiến cái đặng. Đi Minh Béo nè. Rồi đấy, đi đâu hôm nay. Phải bút đi. Anh ai chụp bên ai? Trời vô nè. Bánh nụ cười lên. Bánh nụ cười lên bánh nụ. Cười lên. Rớt luôn, rớt luôn. Bữa nay cái mặt, bữa nay bánh nụ nhậu xịn mất cái mặt bánh nụ tới công chuyện luôn. Em đi đâu? Em đi đâu? Chào cả nhà kìa. Rồi cảm ơn anh chị nha. Facebook đấy. Chia sẻ cho em. Bây giờ nó nghe nè, anh lấy điện thoại của anh. Anh chụp hình em, rồi anh để anh đi diện bên điện thoại anh. Rồi để anh nền điện thoại anh. Được không? Được không? Có vợ đó, có vợ đó. Ngồi dậy là vợ được cả vợ chứ. Vợ mấy con đi luôn mà mấy con đi cái chuyện gì mà chị nụ gì mà chị em đi đó hai đứa rồi hai đứa rồi đó ừ kê vợ rõ đây chuẩn bị quánh ghen nè anh này nái mộ nghệ sĩ quá ha. Có rồi. Còn xè xè nguyên con kìa. Thôi, gia đình mình ăn cái gì bà cái gì. Gia đình đi 500 bát thiên chi nó đi hà. Thôi, mới lắp đen lộn xộn. Trời ơi. Trời ơi, không kiên trần. Không mẹ. Mẹ, chứ là ổ hộp đi. Chứ là ổ hộp. Ảo thịt đi rồi vậy. Ủng hộ. Gia đình lộn xộn. Ảo nhát cái đi chiên mà mỏi. Không, gì phải không? Vụ ơi, gì phải không? Xe chỉ luôn nha. Xe chỉ luôn kìa. Xe chỉ luôn kìa. Anh đánh rồi, tiếp tục đi. Xe biểu đuối, em không chụp rồi. Ê! 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 Đó, đó, đó. Anh có thuốc ngán không? Anh có cái thuốc gì mà giống như là... Chẳng là... 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 Chị gà. Chị gà đúng rồi. Bây giờ sao mà... Đâu, đâu, có hút không, Trân, có hút không? Đấy là cái gì? Vợ mới gần cửa. Mới gần cửa. Đây qua đây nè. Annabelle qua đây, Annabelle qua đây. Nụ hả? Em sẽ tặng nụ bài hát được mang tên Nụ hoa thắm những giọt sương. Người ta đàn ông bự con
Vương. Vương. Xe chỉ luôn kêu. Sao chỉ luôn kêu rồi. Chỉ luôn kêu rồi. Mọi người. Đó bắt đầu vậy đó. Đủ. Trời chết con da rồi, hứa con da rồi. Ôi đủ quá. Ôi đủ quá. Qua bên đây. Chọn rồi bên đây cha.